Thế giới này là thế giới nhị nguyên, chỉ có hai mặt một vấn đề thôi. Thế thì nếu bên này có suy nghĩ tích cực thì bên này là suy nghĩ tiêu cực. Mà chắc chắn là suy nghĩ tiêu cực thì cuộc đời này không hạnh phúc, không vui vẻ, không thành công được. Những người thành công ấy, người ta suy nghĩ thế nào? Và sau khi khoa học NLP nghiên cứu ra được rồi thì bắt đầu mới để lại cho chúng ta, bắt đầu mới giải nghĩa. Vậy suy nghĩ đó là cái gì vậy? Và cuối cùng là chúng ta nên suy nghĩ theo vùng nào chứ không phải là suy nghĩ theo vùng này. Anh chị chúng ta thân mến, chúng ta đều có suy nghĩ. Vậy suy nghĩ là gì? Khi ta hiểu được nó cái thì ta sẽ biết điều khiển nó. Là cuộc hội thoại trong tâm trí ta ấy, giữa hỏi và trả lời. Mỗi thế thôi. Để nó thể hiện thái độ, để nó hành động và để nó giao tiếp. Vậy thì ta phải nhìn về cuộc đời mình bây giờ. Cuộc đời ta đang như thế nào? Cuộc sống của ta thế nào? Mọi cái cạnh chất lượng đang thế nào? Thì đấy, chúng ta biết cái chất lượng suy nghĩ của mình. Bởi vì nó hỏi xong thì nó sẽ bắt đầu giúp ta ra một quyết định để hành động. Và cái hành động đấy nó tạo ra uy tín của ta, nó tạo ra năng lực của ta, đấy, nó tạo ra tư duy của ta, nó tạo ra chất lượng mối quan hệ của ta. Ví dụ, cái trường học đấy, cái môn học đấy mình có nên thi vào không? Khóa học đấy mình có nên học không? Là mình suy nghĩ. Cái việc đấy mình có nên làm không? Và tất cả cái suy nghĩ từ xưa đến nay và bây giờ nó tạo ra cuộc đời này. Vậy bây giờ mình thấy cuộc đời mình nó vẫn không đâu vào đâu cả, mình không hài lòng cuộc đời này thì cần phải làm lại suy nghĩ, để bắt đầu dạy cái suy nghĩ này nó chỉ đạo mình làm khác đi so với trước đây. Thì hãy bắt đầu bằng gì? Suy nghĩ tích cực.